Wow, đại chiến nổ đây bạn ơi. Nhìn kìa, Godzilla đang quay trở lại mạnh mẽ quá. Wow, tiếng phun lửa kìa. Oh no, no, no. Rớt xuống bây giờ, rớt xuống giật bây giờ. Ôi, rồi, 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 rồi. Oh. Wow, 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 khủng chưa. Wow. Rồi, rồi, tiếng đất ngã rồi, tiếng đất ngã rồi. Đó, đó. Chào mừng đã quay trở lại với channel của mình Shin Dino. Đây là những món đồ chơi khủng long mới trong video hôm nay các bạn. Cùng với mình unbox ngay lập tức nào. Let's go. Như các bạn đã thấy, chúng ta sẽ có 4 cái hộp ở đây. Ok la. Và cái hộp đầu tiên đó không phải là một bạn T-Rex nữa, mà là một bạn Godzilla. Hula, hula la. Đây phiên bản này khá là lớn nha các bạn. Một bạn Godzilla trong phiên bản King of Monster Godzilla nha các bạn. King Kong. Ok la, unbox nào các bạn. Rồi, xong. Thì bạn này là bạn Godzilla màu blue nha các bạn. Kích cỡ rất là lớn nha các bạn. Ok là đây. Ta-da. Wow. Cool chưa? Ôi cái đuôi của tôi. Oh no, cái đuôi của tôi. Cái đuôi của tôi đâu rồi? Ah, đít của tôi đau quá. Ah, cứu tôi với, cứu tôi với. Cái đuôi của bạn ấy đây bạn ơi. Chờ một chút mình sẽ lấy cái đuôi ra cho. Bình tĩnh nào bạn trai. Bạn trai trẻ ơi, bình tĩnh nào. Rồi, xong cái đuôi. Cái đuôi thì có một cái bánh xe như thế này các bạn. Và đây là một cái công tắc thì phải. Hay là có đuôi cua gà gì đó mình không biết, để xuống đi. Tiếp tục. Ba cục pin 1.5V. Tiếp theo, cái gì đây? Một cái sticker. Ủa, sao King Kong lại có phiên bản này ta? Đây là một cái sticker để dán vào một cái cặp táp các bạn. Hoặc là một cái áo nữa các bạn. Đây là phiên bản của ông chú trong Minion mà các ta. Mình sẽ tiến hành lắp ráp các bạn King Kong này lại. À, bạn có Godzilla rồi, bạn có Godzilla lại bạn. Ồ, đây có một cái đèn. Và đây có một cái công tắc thì mình sẽ gắn vào cái này bạn. Đây bóp cái này vào. Rồi, ok là xong. Rất đơn giản luôn các bạn ơi. Ủa, ba cục pin để làm cái gì? Lắp vào thôi bạn. Ô gì đó bạn. Ô bạn có thể di chuyển được. Wow, đây là một phiên bản Godzilla có thể di chuyển được các bạn ơi. Ok là để mình tắt đèn nha. Wow, khủng khiếp thật các bạn ơi. Nhìn kìa, hãy nhìn xem trong bóng đêm xuất hiện những cái ánh đèn. Và Godzilla của chúng ta đang phun lửa cái miệng mà nó đỏ nè. Wow, so cool luôn các bạn ơi. Nhân vật tiếp theo của mình, ta-da, một bạn khủng long bạo chúa T-Rex được trang bị thêm những cái khẩu đại pháo và những cái bánh xe tê, những cái cánh tay bằng sắt thép như thế này các bạn. Unbox ngay lập tức nào. Ủa, sao lắp dễ vậy? Có gì nó sai sai. Rồi, ok. Ba cái viên đạn này thì mình sẽ lắp ở phần đầu nè các bạn. Đây, phần đầu nha. Đây, chỗ này. Đã xít. Rồi, lắp vào đây. Wow, đại chiến nổ đây bạn ơi. Nhìn kìa, Godzilla và T-Rex đang chiến đấu với nhau. Oh my god, Godzilla phun lửa. T-Rex cũng có thể phun lửa và bắn ra một viên đạn rồi. Oh wow. Wow, mạnh chưa, mạnh chưa. Wow, phun lửa cháy đèn luôn các bạn ơi. Quá khủng khiếp luôn. Wow, wow. T-Rex này chiến thắng đấy, T-Rex này chiến thắng đấy bạn ơi. Wow, wow, wow. Ai mạnh hơn, ai mạnh hơn. Wow, T-Rex và Godzilla ai mạnh hơn các bạn ơi. Godzilla đang quay trở lại mạnh mẽ quá. Wow, T-Rex phun lửa kìa. Oh no, no, no. Rớt xuống bây giờ, rớt xuống giật bây giờ. Ôi, rồi, 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 rồi. Wow, thật không thể tin được luôn các bạn ơi. T-Rex đã giành chiến thắng một cách rất là ngoạn mục luôn. Wow, cuộc đấu rất là nảy lửa đã nổ ra các bạn. Không thể tin được. T-Rex bằng kích thước to lớn nè các bạn, được trang bị thêm một khẩu súng ở trên đầu và những cái cánh tay bằng sắt thép như thế này các bạn. Wow, chưa hết đâu. Bạn này còn được trang bị thêm một cái lớp giáp trên lưng nè các bạn và có khả năng phun lửa ra nữa, bắn thêm một cái viên đạn trên đầu. Wow, rất khủng khiếp luôn các bạn ơi. Nhưng mà Godzilla cũng không phải là kém cạnh gì đâu nha các bạn. Godzilla cũng đã dùng hết sức của mình bằng cách di chuyển lại tấn công T-Rex. Và đã có lúc bạn đó là lật ngược được thế cờ, nhưng không may là T-Rex đã có kích thước lớn hơn và quá mạnh đi các bạn ơi. Ok là tiếp theo là thôi không, mình sẽ lấy cái hộp to này đi các bạn ơi, sở thích của mình. Wow, siêu to khổng lồ. Đây các bạn có thể nhìn thấy đây là một bạn khủng long nha. Và bạn này
có thể nói là bạn bạo chúa siêu to khổng lồ đó các bạn ơi. Ok la, anh bóc ngay lập tức nè các bạn. Này, cắt con keo ra thôi. Hai bạn đánh nhau nãy giờ cũng mệt rồi, nghỉ mệt xíu đi. Đây, 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 đây. Woohoo. Wow. Rất là to lớn luôn các bạn ơi, màn hình của mình quay trong hết luôn nè. Bum. Wow, siêu to khổng lồ. Wow. Đây là bạn khủng long gì đấy các bạn ơi? Mình đoán đây là bạn Giganotosaurus các bạn ơi. Wow, siêu to khổng lồ, một phiên bản có thể bước đi nè các bạn. Wow, bạn này có thể nói để coi kích thước bao nhiêu. Bạn này chắc cũng phải là cỡ 30 á các bạn ơi, 30cm chứ không ít đâu các bạn. Đây, để mình gắn vào cái đuôi vào các bạn ơi. Bum. Wow, siêu to khổng lồ. Cái miệng thôi đã hết màn hình các bạn ơi. Cái tay có thể cử động rất là ok luôn nè. Đó, cái cổ cũng di chuyển được nha các bạn. Đó, cái chân này thì khỏi phải bàn rồi đúng không? Phần đuôi cũng thể di chuyển được nha. Chỉ có phần máy vờm là không di chuyển được. Bây giờ mình sẽ bật công tắc lên để xem các bạn thấy được sự khác biệt nha. Ok la. Siêu to khổng lồ tấn công cả hai. Nè, Godzilla là đối tượng đầu tiên bị tấn công. Wow, wow, mạnh chưa? Oh no. Quá mạnh luôn các bạn ơi. Bự hơn Godzilla gấp đôi luôn. Trời ơi, khủng khiếp thực sự luôn. Dạ Dan ơi, hút Godzilla xong rồi, chuyển qua tới T-Rex nè. Đó, phun sương được luôn các bạn ơi. Siêu khủng luôn. Nè, 2-1, 1-2, 1-2. Wow, wow, wow. Wow, 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 khủng chưa? Wow. Oh no. Rồi rồi, T-Rex ngã rồi, T-Rex ngã rồi. Đó. Và cuối cùng chính là cái hộp này các bạn ơi. Ok la, anh bóc luôn các bạn. Rồi tiếp tục nào. Đây ha ha, đây là bộ 4 bạn khủng long mà mình săn được trên Shopee các bạn. Hơi cứng nha. Đây là phiên bản nhựa cứng các bạn ơi. Đầu tiên là một bạn khủng long bay. Đây mình sẽ giới thiệu một bạn khủng long bay này cho các bạn xem. Đây là bạn Terradon mà rất là đẹp luôn các bạn nhìn xem nè. Wow, sải cánh rất là to lớn nè các bạn. Ồ, và màu sắc thì cực kỳ đẹp luôn. Không tì vết luôn các bạn. Trời ơi, màu sơn cũng rất là đẹp luôn và rất là rõ ràng luôn nè. Terradon, phiên bản này khá là đẹp. Wow, cho đứng xuống thử các bạn ơi. Bạn này chắc đứng không được rồi mà bạn chỉ có thể bay thôi các bạn ơi. Bay như thế này. Đó, kiểu vậy các bạn. Terradon nha. Ok la, rồi cho nằm xuống đi. Rồi. Tiếp theo là một bạn Triceratops. Phiên bản này, trời ơi, cái bạn này cũng khá là nặng nè các bạn. Bạn này là bạn nhựa cứng nè, mình gõ cốc cốc luôn nè. Không hề sao hớn gì nha các bạn. Đây là bạn Triceratops mà rất là đẹp luôn. Theo mình thấy cái màu sắc của bạn này cũng như kích thước khá là giống thật nè các bạn nhìn thấy em. Wow, cực kỳ đẹp luôn các bạn ơi. Tiếp theo là một bạn khủng long có nhiều cái sừng như thế này. Đó, nó không thấy đó. Mình theo mình đếm là nó khoảng 9 cái sừng các bạn. Đó. Thì bạn này là bạn Sinoceratops nha các bạn. Đây, một bạn khá là đẹp luôn. Với hai cái này, cái màu mà kiểu máy vòm lớn ở trên đầu bạn rất là đẹp luôn, như cái khiên không? Đó, rất là đẹp luôn. Rồi bạn này cái thân hình cũng khá là nặng nề. So với bạn Triceratops thì nhỏ hơn chút xíu nè các bạn thấy không? Đó. Nhưng mà thực chất cái bạn này là bạn con thôi, các bạn mà lớn nữa thì kích thước sẽ phải gấp đôi các bạn Triceratops nha các bạn. Đó, ok nha, Sinoceratops phiên bản này khá là đẹp luôn. Nhân vật cuối cùng trong video hôm nay của mình đó là bạn Stegosaurus. Đây, một bạn khủng long lá phiến như thế này các bạn. Một bạn khủng long gai nha. Gai mà gai lá phiến là nó nhìn cái lá cho nên người ta gọi là lá phiến nha các bạn. Và cái màu sắc của bạn này, wow, cực kỳ đẹp luôn. Màu vàng mix với màu hồng và màu đen. Wow, so cool luôn. Đây là những bạn khủng long ăn cỏ thôi các bạn ơi. Wow, nhìn đi các bạn. Wow, bộ sưu tập hôm nay cực kỳ ngầu và cực kỳ xịn luôn các bạn ơi. Wow, đây là bộ 4 bạn khủng long trong cái set khủng long của mình. Và bạn này là bạn T-Rex nè, bạn Godzilla. Đặc biệt bạn Godzilla có thể biết đi nè các bạn ơi. Bạn khủng long này, Giganotosaurus phiên bản khổng lồ. Ôi ôi, đã đánh bại cả hai bạn này luôn. Còn lại là 4 bạn khủng long trong cái set này, khá là đẹp luôn các bạn ơi. Ok la nha. Nếu các bạn thích video của bạn của mình, hãy cho mình một like và một subscribe để mình mua thêm những cái món đồ chơi khác và review cho các bạn cùng xem. Bye bye.